xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, sách Cánh Diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài 18, âm khờ và âm mờ. Trước tiên cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên. Chúng mình sẽ cùng nhau làm quen với các âm mà hôm nay chúng mình học nhé. Đầu tiên, cô giáo giới thiệu với các em âm thứ nhất, đó là âm khờ. Các em nghe cô phát âm khờ. Mời các em phát âm lại 3 lần. Các em ạ, âm khờ là một âm ghép gồm có hai âm ghép lại với nhau, đó là âm ca ghép với âm hờ. Âm ca đứng trước, âm hờ đứng sau và chúng ta đọc là khờ. Tiếp tục cô giáo giới thiệu với các em âm thứ hai hôm nay chúng mình học có tên là âm mờ. Nghe cô phát âm mờ. Mời các em phát âm lại 3 lần. Khi phát âm âm mờ thì chúng ta thấy luồng hơi đi ra bị cản lại, do đó âm mờ được gọi là phụ âm. Âm khờ cũng được gọi là phụ âm. Đây là chữ mờ in thường và cô giới thiệu với các em đây là chữ mờ in hoa. Chúng mình cùng nhau đọc lại hai âm này nhé. Khờ, mờ. Bây giờ các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh sau và cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh quả khế đấy. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh. Nghe cô đọc khế. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết trong tiếng khế thì có âm gì và thanh gì mà các em đã được học. Trong tiếng khế có âm ê và thanh sắt mà các em đã được học rồi đấy. Và âm mới hôm nay chúng mình học có tên là âm khờ. Đây là vị trí của âm khờ trong tiếng khế. Các em hãy quan sát mô hình tiếng khế nhé. Đây là tiếng khế. Tiếng khế có âm khờ đứng trước, âm ê đứng sau, thanh sắt trên ê. Và khi đưa vào mô hình thì phần đầu là âm khờ, còn phần vần là âm ê và thanh sắt. Chúng mình hãy nghe cô đánh vần nhé. Khế, khờ, ê, khê, sắc, khế. Mời các em đánh vần lại. Chúng mình cùng nhau đọc lại cả bài nhé. Khế, khế, khờ, ê, khê, sắc, khế. Mời các em đọc lại nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã học âm mới đó là âm khờ, tiếng mới đó là tiếng khế. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang âm tiếp theo đó là âm mờ nhé. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh đó là quả gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh quả me đấy. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh đó là tiếng me. Nghe cô đọc me. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết trong tiếng me có âm gì mà các em đã được học. Trong tiếng me có âm e mà chúng mình đã học đấy. Và âm mới hôm nay chúng mình học đó là âm mờ. Đây là vị trí âm mờ trong tiếng me. Các em hãy quan sát mô hình tiếng me nhé. Đây là mô hình tiếng me. Tiếng me có âm mờ đứng trước, âm e đứng sau, thanh ngang. Và khi đưa vào mô hình thì phần đầu là âm mờ, phần vần là âm e. Chúng ta đánh vần như sau. Me, mờ, e, me. Mời các em đọc lại nào. Chúng mình cùng nhau đọc lại cả bài nhé. Nghe cô đọc mẫu. Me, me, mờ, e, me. Mời các em đọc lại.
Như vậy chúng mình vừa học được âm mới nữa, đó là âm m, và tiếng mới nữa đó là tiếng me. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau làm quen với âm m và âm kh. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Yêu cầu thứ hai như sau: tìm tiếng nào có âm kh, âm m. Nhiệm vụ này các em cần quan sát lần lượt từng bức tranh và tìm tiếng từ tương ứng với bức tranh đó. Sau khi tìm được tiếng từ tương ứng với bức tranh thì các em phải nhận diện xem trong tiếng đó, từ đó có chứa âm kh hay âm m để chúng ta nối với âm cho phù hợp nhé. Trước tiên chúng mình quan sát bức tranh thứ nhất. Cho cô biết trong tranh thứ nhất đó là hình ảnh gì? À các em ạ, trong bức tranh thứ nhất đó là hình ảnh mẹ và em bé đấy. Tương ứng với bức tranh thứ nhất, cô giáo có tiếng sau. Các em nghe cô đọc nhé. Mẹ. Mời các em đọc lại nào. Tiếng mẹ có âm m đứng trước, âm e đứng sau, thành nặng dưới e. Cho cô biết trong tiếng mẹ có chứa âm gì mà chúng mình vừa mới học? Trong tiếng mẹ có chứa âm m mà hôm nay chúng mình vừa học đấy. Chúng ta thấy đây là vị trí của âm m. Chúng ta sẽ nối bức tranh này với âm m nhé. Tiếp tục bức tranh thứ hai. Cho cô biết đây là bộ phận nào của con chim? Các em hãy quan sát chiều mũi tên chỉ vào phần đây là cái gì của con chim ạ? À? Các em ạ, đây chính là phần mỏ của con chim đấy. Cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh. Mỏ. Mời các em đọc lại nào. Tiếng mỏ có âm m đứng trước, âm o đứng sau, thành hỏi trên o. Cho cô biết trong tiếng mỏ thì có chứa âm gì mà hôm nay chúng mình học? À, tiếng mỏ có chứa âm m mà hôm nay chúng mình học đấy. Cô giáo sẽ nối tiếng mỏ với âm m. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh thứ ba. Cho cô biết đó là cái gì? Bức tranh thứ ba chúng ta quan sát thấy đó là hình ảnh khe đá đấy các em. Đây là viên đá và đây là kẽ hở của khe đá. Cô giáo có từ sau: khe đá. Mời các em đọc lại nào. Từ khe đá là từ gồm có hai tiếng, đó là tiếng khe và tiếng đá. Tiếng khe đứng trước, tiếng đá đứng sau. Cho cô biết trong từ khe đá thì tiếng nào có chứa âm kh? Trong từ khe đá thì tiếng khe có chứa âm kh mà hôm nay chúng mình học đấy. Đây là âm kh, chúng ta nối với tiếng khe đá. Chúng mình cùng nhau đọc lại các từ này nhé. Mẹ, mỏ, khe, đá. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh thứ tư. Cho cô biết đây là cái gì? À, trong bức tranh thứ tư đó là hình ảnh đĩa cá kho đấy các em. Cô giáo có từ tương ứng cá, kho. Mời các em đọc lại. Từ cá kho gồm có hai tiếng, đó là tiếng cá và tiếng kho. Tiếng cá đứng trước, tiếng kho đứng sau. Cho cô biết trong từ này thì tiếng nào có chứa âm kh? À, trong từ cá kho thì tiếng kho có chứa âm kh mà chúng mình vừa học đấy. Đây là vị trí âm kh trong tiếng kho. Chúng mình sẽ nối hình ảnh cá kho với âm kh nhé. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh thứ 5. Cho cô biết đây là con gì? Bức tranh thứ 5 đó là hình ảnh con cá đấy. Các em có biết con cá này có tên là cá gì không? Cô giới thiệu với các em, đây là hình ảnh con cá mè. Cá mè là một loài cá sống ở nước ngọt các em nhé. Cô giáo có từ sau: cá mè. Mời các em đọc lại. Từ cá mè gồm hai tiếng, tiếng cá và tiếng mè. Cho cô biết tiếng nào có chứa âm m? À, trong từ cá mè
thì tiếng mè có chứa âm m mà hôm nay chúng mình học đấy. Chúng ta nối tiếng mè với âm m nhé. Tiếp tục bức tranh thứ sáu, cho cô biết đó là con gì? À, bức tranh thứ sáu đó là hình ảnh con khỉ đấy. Cô giáo có tiếng tương ứng. Nghe cô đọc. Khỉ. Mời các em đọc lại. Cho cô biết tiếng khỉ có chứa âm gì mà chúng mình vừa học? Tiếng khỉ có chứa âm khờ mà chúng mình vừa học đấy. Chúng mình sẽ nối tiếng khỉ với âm khờ nhé. Bây giờ các em hãy đọc lại cho cô các tiếng từ. Cá kho, cá mè, khỉ. Như vậy cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm được tiếng có chứa âm khờ và âm mờ rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài Đố bé. Bây giờ các em hãy quan sát bức tranh, kết hợp nhìn vào nội dung bài đọc và nghe cô giáo đọc. Các em hãy đọc thầm theo cô nhé. Đố bé bi đó à? Dạ. Đố bi mẹ có gì? Mẹ có cá kho khế. Đố bi bố có gì? Bố có bé ly. Như vậy các em vừa nghe cô đọc mẫu bài Đố bé. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu tương ứng với từng bức tranh nhé. Chúng mình cùng quan sát bức tranh thứ nhất. Đây là hình ảnh mẹ bạn Bi đang kho nồi cá. Và mẹ bạn Bi thấy bạn Bi đi học về thì mẹ bạn Bi đã nói là Bi đó à. Và bạn Bi trả lời là dạ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc câu này nhé. Nghe cô đọc mẫu. Bi đó à. Mời các em đọc lại. Dạ. Chúng mình đọc lại nào. Chúng mình đọc lại cả nhé. Đố bé. Bi đó à. Dạ. Mời các em đọc lại. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc nội dung của bức tranh thứ hai. Có nói đó là hình ảnh mẹ đang chỉ cho bạn Bi. Đây là nồi cá kho đấy. Và mẹ bạn Bi đã đố bạn Bi xem bạn Bi có biết đây là cái gì không. Nội dung của đoạn này như sau. Nghe cô đọc mẫu nhé. Đố Bi, mẹ có gì? Mẹ có cá kho khế. Chúng mình cùng nhau đọc lại nhé. Nghe cô đọc lại lần hai. Đố Bi, mẹ có gì? Mẹ có cá kho khế. Mời các em đọc lại lần hai. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc câu tiếp ở trong đoạn 3, bức tranh thứ ba. Đây là hình ảnh bố đang bế bé Ly và đây là bạn Bi. Bố đã đố bạn Bi là bố có gì? Và bạn Bi trả lời là bố có bé Ly. Chúng ta cùng nhau đọc nhé. Đố Bi, bố có gì? Bố có bé Ly. Chúng mình đọc lại nào. Nghe cô đọc lại lần hai. Đố Bi, bố có gì? Bố có bé Ly. Mời các em đọc lại. Như vậy là cô trò chúng mình vừa cùng nhau luyện đọc các cái câu ở trong bài đố bé. Và qua bài đố bé này thì các em cần lưu ý khi đọc, chúng ta cần phải lưu ý ở một số câu hỏi thì chúng ta cần phải cao giọng để chúng ta đọc cho bài văn hay hơn. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc toàn bài đố bé nhé. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết. Cô trò chúng mình sẽ luyện viết chữ khờ, chữ khế, chữ mờ
và chữ me. Trước tiên chúng mình cùng nhau quan sát chữ khờ. Cho cô biết chữ khờ gồm mấy chữ ghép lại với nhau, đó là những chữ nào? À các em ạ, chữ khờ gồm có hai chữ ghép lại với nhau, đó là chữ ca và chữ hờ đấy. Chữ ca có độ cao là 5 ly, chữ hờ cũng có độ cao là 5 ly. Bây giờ các em hãy quan sát quy trình viết chữ khờ nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ ca. Chữ ca có độ cao là 5 ly, gồm có một nét khuyết trên và một nét thắt giữa. Nét khuyết trên có độ cao là 5 ly và nét thắt giữa có độ cao là 2 ly. Từ điểm dừng bút của chữ ca, chúng ta sẽ viết liền nét lên chữ hờ có độ cao là 5 ly. Chữ hờ thì gồm có nét khuyết trên có độ cao là 5 ly và nét móc hai đầu có độ cao là 2 ly. Điểm dừng bút của chữ khờ là ở trên đường kẻ 2. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ khờ. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em viết chữ M. Chữ M là chữ có độ cao 2 ly và gồm có 3 nét. Nét 1 đó là nét móc ngược. Nét thứ 2 là một nét móc ngược nữa. Và nét thứ 3 là nét móc 2 đầu. Các em hãy quan sát quy trình viết chữ M như sau. Đầu tiên chúng ta viết nét móc ngược. Nét móc ngược này có độ rộng là 1 ly, độ cao là 2 ly. Tiếp tục chúng ta viết nét móc ngược thứ hai, nhưng nét móc ngược thứ hai này có độ rộng là 1 ly rưỡi, rộng hơn so với nét 1 và có cùng độ cao là 2 ly. Nét thứ ba là nét móc 2 đầu. Điểm dừng bút là ở trên đường kẻ 2. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ M. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em quy trình viết chữ khế. Chữ khế gồm có chữ khờ ghép với chữ E, thanh sắc trên đầu chữ E. Chúng ta hãy quan sát quy trình viết chữ khế nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ khờ gồm có chữ K có độ cao là 5 ly, chữ hờ có độ cao là 5 ly và chữ E có độ cao là 2 ly. Dấu E chúng ta để ở giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4, thanh sắt trên đầu chữ E. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ khế. Tiếp tục cô giáo sẽ dẫn các em viết chữ me. Chữ me gồm có chữ M ghép với chữ E. Chữ M có độ cao là 2 ly và chữ E cũng có cùng độ cao là 2 ly. Bây giờ chúng mình hãy quan sát quy trình viết chữ me nhé. Đầu tiên chúng ta viết chữ M có độ cao là 2 ly, gồm có 3 nét. Từ điểm dừng bút của chữ M thì chúng ta viết liền nét lên chữ E có độ cao là 2 ly. Điểm dừng bút ở giữa đường kẻ 1 và đường kẻ 2. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ me. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện viết chữ khờ, chữ mờ, chữ khế và chữ me. Về nhà các em hãy tìm thêm một số tiếng từ và câu có chứa âm khờ và âm mờ mà hôm nay chúng mình học nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em.